Em đã chuẩn bị được con gà này, làm sạch rồi nha. Gà nhà em nuôi rất là vàng luôn, rất là béo luôn, mỡ dày cả lớp luôn. Rồi em đã chuẩn bị được ở đây này, em sẽ nướng gà, chấm với muối lá ngò gai nha. Lá ngò gai thì em sẽ giá nặn với quả chanh. Đây này, em có chuẩn bị ăn cùng với dưa leo này, sả này, có sả, hành với tỏi, ớt. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành làm nhé. Củ sả em đã sắt nhỏ này, sắt bằng dao hay lưỡi sắt mỏng á. Bỏ đây 2 củ hành, 2 củ tỏi, ớt tươi. Một muỗng hạt nêm. Một muỗng tiêu bột. Một muỗng bột ngọt. Một phần hai muỗng muối. Một muỗng đường cát. Một muỗng bột nghệ. Một muỗng ớt khô. Rồi, hỗn hợp này dán nắp. Và đây một muỗng nước mắm. Một muỗng dầu ăn. Khứa đi. Để gà thấm gia vị. Ướp gà 30 phút cho gà thấm gia vị rồi mới nướng. Gà ướp nãy giờ cũng đã thấm rồi, 30 phút rồi, lâu lắm rồi đó. Đặt lên đây nướng. Gà nướng sa tham như vậy, cho gà được thịt gà được chín từ từ á, rất là ngon nha. Nướng sa này khoảng cách 20 phân, nóng lắm. Thơm ngát, bốc mùi thơm ngát, thèm quá.
trong lúc chờ gà chín sẽ đi vào muỗng lắng ngò gai. Lắng ngò gai cắt khúc thì giã nó mau nát thôi. Cho vào đây một muỗng bột ngọt, một muỗng đầy, một muỗng muối, một muỗng tiêu, giã nát hỗn hợp này. Cho vào là vài lát chanh nhé. Nặn vào chanh nhé. Chén mùi lắng của gái thơm ngát. Rồi, xong múc đây đây. Gà nướng nãy giờ cũng đã chín rồi này. Rất là thơm ngon lắm. Gà quá là ngon, rất hấp dẫn, thơm ngon quá. Gà nướng rất là thơm ngon luôn, rất là hấp dẫn luôn. Mời quý cô chú anh chị cùng thưởng thức gà với em nhé. Để em sẽ kiểm tra xem gà chín nào. Đó, gà hoàn toàn chín nha, bên này. Đây, gà chín rồi, rất là ngon luôn. Mời quý cô chú anh chị cùng thưởng thức gà nướng với em nhé. Gà nướng siêu cay luôn, tuyệt vời luôn. Chấm với muối lá ngò gai, rất là tuyệt vời. Gà nướng ăn nóng rất là tuyệt vời. Này mà nhậu với bia với rượu, quên đường về luôn. Món gà nướng siêu cay em đã chế biến xong và đã thưởng thức rất là tuyệt vời luôn. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn yêu quý em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ em làm video tiếp theo nhé. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống.